Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tập ra đòn thử đầu tiên thái độ của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính tránh né. Dù thuần phục nhưng lãnh đạo Trung Quốc luôn không tin tưởng vào lãnh đạo Hà Nội. Sau mỗi nhiệm kỳ ở phía Bắc Kinh cần phải ra đòn nắn gần để vừa thử xem lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới có thái độ như thế nào. Trong 5 năm nhiệm kỳ của mình, phía Bắc Kinh cũng không quên ra đòn đều đều để nhắc nhở Hà Nội. Mối quan hệ bất bình đẳng theo mẫu anh em đã dẫn tới những trò như vậy. Và hơn thế nữa, nếu thử nhiều lần thì Việt Nam sẽ nhường nhịn nhiều hơn. Đó cũng là cách mà phía Bắc Kinh muốn lấn tới để trục lợi. Và không ngoài dự đoán, từ đầu tháng 3 năm 2021, Trung Quốc đã đưa hơn 200 tàu dàn ra ở bãi đá Ba Đầu. Họ thực hiện hành động khiêu khích đó và chờ đợi phản ứng của Hà Nội. Cụ thể là hôm 7 tháng 3, người ta thấy có chừng 220 chiếc tàu cá ở khu vực bên trong bãi đá Ba Đầu. Và tới 19 tháng 3, số tàu đếm được vẫn còn ở mức 193 chiếc. Đến ngày 21 tháng 3, sau khi phát hiện 220 tàu Trung Quốc tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Devin đã gửi thông điệp phản đối với chính phủ Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút tàu đi. Và tiếp theo đó là Philippines đã cho phi cơ quân sự theo dõi tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, phía Việt Nam thì chưa hề có phản ứng gì. Đây là hình ảnh tàu Trung Quốc ở bãi đá Ba Đầu. Tới ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã xác nhận hiện đã có một tàu hải quân và một tàu của lực lượng tuần duyên đang theo sát nhóm tàu của Trung Quốc đóng tại đây. Lúc đó, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cũng lên tiếng tiếp rằng chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường và kêu gọi Bắc Kinh rút tàu ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là ông Ngô Xuân Lịch khi đó vẫn không hề mở miệng nói một lời nào. Lúc đó, nhiệm kỳ Bộ trưởng của Ngô Xuân Lịch chỉ còn tính bằng ngày. Tuy ông không còn gì để mất, nhưng ông vẫn không nói một tiếng để tỏ thái độ rõ ràng với phía Trung Quốc. Và như thế thì quốc tế đã lên tiếng. Còn phía Việt Nam thì sao? Đây là câu hỏi được đặt ra. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken tuyên bố trên tweet vào sáng 29 tháng 3 như sau. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh với các đồng minh của mình và đứng lên bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Được biết, đá Ba Đầu, tên tiếng Anh được gọi, còn Trung Quốc gọi là Ngưu Ách Tiêu, là dạng san hô có hình chữ V, có tổng cộng diện tích khoảng 10 km2, chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi chiều xuống thấp. Đây là một bãi đá ngầm, không có chỗ nào nổi lên mặt nước cả. Đá Ba Đầu nằm trong vùng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông, nên theo UNCLOS là một phần lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam tuyên bố chủ quyền Sinh Tồn Đông và đóng quân ở đây liên tục từ ít ra ngày 15 tháng 3 năm 1978 đến nay. Theo thực trạng đó, đá Ba Đầu thuộc chủ quyền Việt Nam với tư cách là phần nội thủy và lãnh thổ của Sinh Tồn Đông, dù vị trí địa lý ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Như vậy là vùng đá Ba Đầu là cả Việt Nam lẫn Philippines cũng muốn sở hữu. Tuy nhiên, điều đáng nói là Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng không lên tiếng mạnh mẽ khi vùng đất của mình bị đe dọa. Trong khi đó, Philippines đang giành chủ quyền mà họ lại dám lên tiếng mạnh mẽ hơn cả Việt Nam. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin đã nói quân đội Philippines đang hàng ngày cho các phi cơ quân sự hạng nhẹ bay trên đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Nhiều người đã đặt câu hỏi ngay khi phát hiện tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang ở đá Ba Đầu, dùng vùng đặc quyền kinh tế của Philippines chứ không thuộc chủ quyền như Việt Nam, nhưng Philippines đã lên tiếng sớm hơn cả Việt Nam. Đây là một câu hỏi mà phía chính quyền Hà Nội không dễ gì trả lời. Và họ đã bị vướng vào vấn đề gì mà phải câm lặng đến như vậy? Đây là hình ảnh Philippines cho tiêm kích hạng nhẹ FA-50PH bám sát. Đến ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng lại khẳng định tàu cá Trung Quốc ở đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định về công ước hoạt động của các tàu thuyền nước ngoài trong vùng lãnh hải quốc gia ven biển và đi ngược lại tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông DOC. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì không hề mở miệng. Qua đó cho thấy thái độ của Bộ Quốc phòng Việt Nam dường như cầm nín trước Trung Quốc. Và ông Tập Cận Bình xem thái độ Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính trong thời gian qua. Hôm 28 tháng 3, Bộ Quốc phòng Philippines, Bộ trưởng ông Delfin có xác nhận các chiến đấu cơ và máy bay quân sự của nước này sẽ theo dõi nhóm tàu Trung Quốc ở bãi đá Ba Đầu hàng ngày và lặp đi lặp lại đòi hỏi trước kia, yêu cầu Bắc Kinh phải rút tàu đi. Trước những phản ứng của Philippines, Trung Quốc đã phải phân bua đây là những chiếc tàu cá lánh nạn, trong khi Philippines mô tả đó chính là lực lượng dân quân biển của Trung Quốc.
cựu thẩm phán Antonio Caprio vào hôm 24 tháng 3 nói trên trang tweet rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc là màn dạo đầu cho việc chiếm đóng bãi đá này. Ông lưu ý động thái này gợi nhắc lại những gì xảy ra với Vành Khăn, nơi mà Trung Quốc nói chỉ để xây dựng trạm trú cho ngư dân nhưng hiện đã trở thành căn cứ quân sự. Trong chiến thuật này, Trung Quốc rất chú trọng sử dụng lực lượng dân quân biển. Các tàu này cũng được trang bị một số phương tiện đánh bắt cá, nhưng nhiệm vụ chủ yếu không phải là đánh bắt cá mà là tổ chức các hoạt động cưỡng ép, bắt nạt các tàu cá và tàu và thực hành các hành động vi phạm pháp luật đối với các nước ở xung quanh Biển Đông. Hoạt động của các tàu cá và tàu thực thi pháp luật này của Trung Quốc được các nước thực hiện trong vùng biển của mình, song trong mắt Trung Quốc thì nó lại là chồng lấn với vùng biển thuộc quyền tài phán, phi pháp nằm trong vi phạm đường lưỡi bò hoặc vùng biển liên quan của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ngược lại với Philippines, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho tướng Phan Văn Giang ra bắt tay tiếp đón nồng nhiệt tướng Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc. Các quốc gia ven biển nằm đối diện hay ký cận nhau khi xác định vi phạm các vùng biển và thêm lục địa theo quy định của UNCLOS 1982 và tùy theo khoảng cách bờ biển của các nước nằm đối diện hay ký cận nhau đã tạo ra vùng nội thủy chồng lấn, vùng lãnh hải chồng lấn, vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn và vùng thềm lục địa chồng lấn. Một trang của Trung Quốc cũng thường xuyên nói Trung Quốc có quyền tài phán ở đường chín đoạn. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam đăng tải vào thông tin vào hồi tháng 1 năm 2020 thì nội dung lại khác. Việc hơn 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa là một hoạt động rất đáng nghi ngại. Các nước xung quanh Biển Đông cần phải cảnh giác với sự kiện các tàu Trung Quốc neo đậu tại khu vực này vì rất có thể Trung Quốc đang thực hiện một âm mưu làm thay đổi hiện trạng khu vực, thậm chí chiếm cả bãi đá này. Tuy nhiên, cả ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đều đã không có phản ứng tích cực gì. Với những cặp mắt sắc sảo của chính trị gia lão luyện đánh gục nhiều đối thủ ở quốc nội, ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính hiểu ý ông Tập Cảnh Bình đang muốn gì. Và phản ứng ra sao cho phía Trung Quốc là hàm làm hài lòng Đảng Cộng sản Việt Nam đang tính đến nay với Trung Quốc. Và thông tin cho thấy dường như ông Phạm Minh Chính đang giở trò ma lành. Không làm phản lòng Bắc Kinh và liên hệ với phía Bắc Kinh phân bua là cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Nếu nhún nhường Bắc Kinh thì bị dân chửi, nếu theo ý dân thì nói lời cứng rắn thì sự nghiệp của ông sẽ bị khó khăn. Và khi làm việc với phía Trung Quốc, yếu tố đảng được đặt lên trên yếu tố nhà nước và dân tộc. Chính vì vậy, khi gặp cảnh Tập Cảnh Bình dùng thuốc thử nhạy cảm như thế này, ông Phạm Minh Chính sẽ né tránh cho Nguyễn Phú Trọng tự xử lý. Và thông thường, khi Nguyễn Phú Trọng xử lý, ông ta cũng không bao giờ chính thức nói lời phản đối nào, mà ông ta chỉ tỏ thái độ thông qua Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Với phản ứng của Bộ Ngoại giao thì gần như không có gì mới, ngoài việc người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng lên báo nói những câu chữ quen thuộc. Và cũng từ bao nhiêu năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ truyền cho Bộ Ngoại giao phản ứng như vậy thì ắt là Bắc Kinh đã hiểu rằng Việt Nam quy phục đến thế nào. Bởi vì họ đã cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nói những lời nói vô thưởng, vô phạt để Mỹ dân rằng Đảng vẫn quan tâm đến việc gìn giữ chủ quyền đất nước. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Đây là hình ảnh trong lúc tình hình căng thẳng, ông Phạm Minh Chính đã trốn đi nước ngoài. Với ngoại giao thì bao nhiêu năm nay vẫn như vậy, còn vấn đề quân sự mới quan trọng. Vừa qua, ông tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp gỡ thân mật với người đồng cấp bên phía Trung Quốc, tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, nhằm mục đích là khẳng định thái độ thuần phục của Việt Nam bao năm nay vẫn như vậy. Còn với ông Phạm Minh Chính, khi đối diện với tình huống khó xử này, ông đã né tránh bằng cách đi chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài. Ông Phạm Minh Chính sẽ không lo việc ông Nguyễn Phú Trọng nhân cơ hội này mà hất tay trên. Ông Trọng thì đã già, cơ hội vẫn còn đang nằm tay trong ông Phạm Minh Chính rất lớn, một khi quyền lực của ông Trọng ngày một mất đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 với bản tin Tập ra đòn đầu tiên thử thái độ của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính tránh né ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.